thề với các bác là ok xe các bác thì không mua được mấy xe mua đi một nhát từ Huế ra đến ngoài này là từ Huế là lúc 11 giờ 30 phút trưa cho đến bây giờ là em đi đến giáp Nghệ An mà trời vẫn mưa đấy. Bây giờ thì may quá, trước khi đến Nghệ An thì có một em ở Nghệ An đấy, muốn bán một con Kia Soluto thuộc đời 2018 đấy, màu đỏ đấy. Thì cách đấy khoảng tầm 30 km thì là em có gọi điện bảo rằng là em cần bán cái con xe đấy, thì là bọn anh về đến đâu rồi? Ok, thì bọn em hiện tại là đã về đến gần đến đấy, thế là bạn ấy mới gửi vị trí cho gửi vị trí cho, thế là ok đến xem luôn đấy. Đây các bác kìa, đấy các bác nhìn thấy không, con Soluto đỏ kia đấy. Bây giờ em dừng lại và bây giờ em mới xuống xe để em xem nhá. Đấy rồi, bây giờ phải tắt đèn đi. Rồi ok, bây giờ xuống đây xem con Soluto đời 2018 số sàn này. Đấy, trên Odo thì báo là 8 vạn nhưng mà thực chất thì nó là bao nhiêu vạn các bác nhá. Rồi. Đấy, đây. Xpander đây. Các bác thấy thế nào? Đẹp không? Quá đẹp. Đây Soluto. Đấy. Mà xe ngon là được, cứ xe chỗ nào ngon là được. Các anh cái xe anh... thì bỏ đây em chỉ đi thôi chứ chả có. Anh Cường ấy anh... lấy cái đèn soi. Cái đèn anh ngó xe đèn kia hết pin rồi. Điện thoại của anh hết pin á. À đây em cầm điện thoại và soi. Anh có soi bằng cái này. Rồi. Anh soi bằng cái này luôn. Đây soi đi. Em mua lại lâu chưa? Em mua lại năm ngoái. Năm ngoái á? Vâng. Đang định ngày mai thì mới gặp nhau. anh hỏi em là ngày mai mấy giờ gặp nhau. À. Nhưng mình lại về gần đến đây rồi. Em đang định đến Hoàng Mai này. À. Mua cái xe ở Thanh Hóa nữa cơ. Vâng. Mai lại mua gái ở Thanh Hóa. Thì tiền quá. Xem quá, xem còn zin không nào. Lúc mình mua phát đến nơi mà anh em tìm nhau không lệch 1 mét nào. Không lệch 1 mét luôn. Khô ráo ghê nhỉ. Vâng. Tức là anh em mua 29 thì làm gì, nó đã hư cái gì. Ừ. Cái kiểm tra xem có cái gì. Ok, xem có gì không anh báo nhá. Gồm cà bồ không? Thế từ nay anh về anh có đâm vào đâu không? Không đâm vào gì cả. Có bực tức gì chị, có bực gì anh không? Hôm nào tức vỡ ra ra kính liên có thay không? Có bao kiểm tra thoải mái. Cái này vẫn zin này, con ốc này vẫn zin này. Để em cho ánh sáng nó giảm đi một tí. Màu đỏ này mấy con mắt đai rồi. Đấy, để em cho giảm đi một tí để thì các bác nhìn rõ hơn. Đấy. Ốc này vẫn zin nhá. Ok, vẫn zin. Muốn sửa gì hết. Mua lâu chưa? Được năm mua, không à? Được 1 năm rồi đấy. À, đợt mua là bao nhiêu, ba mấy? Em mua 370. 370 à? Vâng. 370 1 năm. Này anh xuống đây nhiều hôm nay nói chuyện với anh đấy. Hôm nay thì nó xuống nhiều. Xuống nhiều mà nó chua quá. Chua quá. Nhưng anh chuẩn bị đi đâu Canada. Xem nào. Thằng đấy kéo lại cuộn tay đi. Đi Canada luôn á? Vâng. Cái lúc này là lúc 29 các ạ. Ở con này đang không nhìn thấy đét, đang chưa biết. Nằm bên trong. À. Con lúc ngoài này lúc em mới thay năm ngoái. À lốp phải thay năm ngoái gì? Thế là một đời lốp rồi đúng không? Vâng, một đời lốp. À. Hai chiếc trước đang thế, là thế hai quả lấy hai quả mới. Hai quả mới. Mới xong cho lên trước. Thì em tính đảo đợt này có đúng đi Canada thế là anh luôn. À. Chưa kịp đảo. Rồi. Chưa thấy có tháo cửa. Chưa thấy tháo cửa, ok. Đấy. Ghế ngon lành. Trần này có bọc trần bằng giấy bóng. Này bóc ra là ngon lành, nhưng đa số là về mà em sắp bóc qua mà tháo cái trần này ra. Nào, bây giờ các bác cùng em nhé. Xem con này nó chạy nhiều hay chạy ít nào. Theo quan điểm cá nhân nào. Thứ nhất, cửa dán hết này, xem ở đường quốc lộ nhưng hơi ồn các bác nhá. Đây chân pha côn đây, các bác thấy thế nào, đủ cái tầm 8 vạn chưa? Đấy, em thấy là ok đấy nhá. Đấy, thì về cơ bản nó cũng chỉ chạy tầm khoảng 8, tầm trên dưới 10 vạn thôi, không nhiều đâu. Đấy gọi là trên dưới thôi. Đấy, đây soi cả xem kỹ cả ở trong này nữa, thì em bật cho đèn nó sáng hơn một chút nữa nhá. Để cho các bác nhìn nó dễ hơn. Rồi. Đấy, em soi kỹ vào trong này nữa xem có hiện tượng ngập nước gì không này.
đây. Hiện tại thì em thấy rằng là nó cũng khá là ok, không trong không, không vấn đề gì cả. Ôi giời. À bạn này có thiện chí bán thật đây. Em mang theo cả giấy đăng ký kết hôn đi này. Đấy, em bảo là mang theo cả giấy đăng ký kết hôn mà. Ôi trời ơi. Wow. À, phím bấm vẫn ngon nhá. Da vẫn ngon nhá. Đấy. Còi chưa bóng nhá. À, đồng hồ đang báo 8.7 vạn. Ok, bật cốp. Ok. Lên màn hình rồi. Các phím bấm thì còn khá là ok các bạn. Đấy. Đây đặc biệt là quả củ số này, quả cần số này. Rất là mới, chưa đến mức là không bóng, phải nói là không bóng. Em ơi cho anh mượn chìa khóa được không? Chìa khóa chứ anh. À đây. Mới cho chìa khóa đâu? Để kiểm tra lại cái. Ok, nó còn mấy chìa em? Em còn một chìa thôi. À chìa, còn một chìa. Chìa bữa trước em đeo túi rớt rồi. À. Kiểm tra túi khí các thứ xem nào nào. Trời. À, đây là cam lên màn hình nhỉ. Côn em đang đi con kia nó kiểu như là nó nhẹ hơn. Côn Xpander nó nhẹ hơn. Đạp sang con này cảm thấy nó nặng hơn. Đấy. Cam lùi thì chân em mịch to đùng luôn. Táp lô ngon, ghế đẹp, ok. Đây, ghế này chạy ngồi khoảng trên dưới chục vạn, nó hơi xẹp xẹp xuống này, dòng Kia nó là như thế nhá. Đấy. Cửa thì không thấy có hiện tượng tháo, nhưng con này trước đây có đánh bóng rồi, có bột đánh bóng của nó này. Đấy, bột đánh bóng này. Thế con này em đánh bóng nó lâu chưa? Mới à? Dạ. Con này là mới đánh bóng nó đúng không? Không, con này là em chăm lâu vậy thôi chứ có đánh bóng gì đâu. Đánh bóng bên trong nó đánh được. Không, anh thấy có bột đánh bóng. Đây. Cái bột à? Dùng để đánh bóng, à, máy đánh bóng nó trà vào ấy. Đánh bên ngoài ấy gì? Đánh bên ngoài nó bay vào. À. Em mới đánh được cách đây được vài tháng rồi. À, thế nó vẫn chưa bay hết à? Nói chung lâu lâu đi tân trang một chút. À. Gọi tuổi nó. Đằng sau có vấn đề gì không đấy để anh đỡ phải xem mày chơi. Không vấn đề gì, xem đít là ok rồi. À. Nhưng mà xem lại anh xem lại cái lốp phụ nhìn nó khác. Lốp phụ người lốp liền đời. Lốp phụ này là lốp không biết đời của bao nhiêu. Nhưng mà cái này là em chả xem từ khi mua về chả lắp cái lốp này chả biết. Cái mặt nó là mặt dưới, mặt đết nó nằm dưới ở đây. À không phải. Mặt đết nó nằm dưới rồi. Thôi được rồi, kệ đã, không sao đâu. Thì lúc mua về em chả tháo cái lốp này. Chả dùng cái lốp này. Rồi ok, không cần rồi. Anh ấy coi rồi, chẳng vấn đề gì cả. Đây, cái này là của bác đây, em mua của bác đấy. À, đây, mua của mình luôn à? Ừ. Online à? Đó, mua của bác ấy. Nó có cái hộp mà sao lại vứt nó thế? Thì nhiều khi lười nó vứt đấy. Xem đèn đóm nó có vỡ tí nào. Nhưng là... Này là, okay rồi. La răng này về phay lại rồi, xước quá. La răng ấy bị chảy rồi. Lốp mới thay 2022. Ừ. Thì chạy tầm chục, 8 ấy, chục vạn này. Thì tầm đấy phải thay vạn. Rồi. À. Từ năm ngoái giờ chạy có 3 vạn. Đi loanh quanh nhà thôi à? Vâng, ồ. Thực ra mà nói thì một người em chạy em đi đâu mà một năm hết 3 vạn? Em đi cho vô ngoại là một năm em vô ngoại hầu như là phải sao? Cách ngoại sao? Quảng Bình. À. Nếu là chạy Quảng Bình tí kiểm tra lại phạt nguội. Anh nhớ vừa rồi đi xuyên Việt đi Quảng Bình dính phạt nguội. Bên ngoài em Quảng Bình. Con này về phay lại cái phay nhìn rất là đẹp luôn nhé. 2-3 lần anh nhận. À. Đấy một năm là một người đi bình thường ấy là nó sẽ mất vào khoảng 2 vạn. Đấy. Còn mình đi nhiều hơn một tí 3 vạn là bình thường. Xe của anh đi tầm đấy mà. Con sai con vậy. Đi bao nhiêu thì sao bao nhiêu? Không.
Không, chỉ này của nó mà. Em đi bao nhiêu là bao nhiêu em chả chả có chửi làm gì các anh nhỉ? Các anh xem xe các anh biết. Một là nó sẽ rất là nhiều xe nó qua lại xe bắt. Chỉ của nó mà. Mình ơi. Em nổ máy vào. Đây đợi em. Bình Nhật Quyên mới thay. Mới thay luôn à? Vâng, mới thay luôn. À. Mới thay 1 triệu 3 đấy. À, rồi. Chắc nó đổi cát hay sao đúng không? Vâng, đổi cát. Ừ. Còn đèn bóng bóng led này cũng mới thay. À. Chưa độ gì đúng không? Chưa độ gì hết, chỉ thay bóng led thôi. À, tại thay vì mới bóng led. Đúng rồi. Không, bây giờ thì nó không khó nữa rồi. Trước nó khó thôi. Nổ lên phát đi. Đấy. Máy nó khô rót rọt này. Mày cái thằng nào cái điên tịch mà mày xem. Hả? Mày ôm quá. Thôi không sao em ạ. Xem xe thôi chứ vấn gì đâu. Ủa các bác này tiếng máy thì sao? Kệ thôi. Hôm nay có thấy bất cường mà bằng da bằng thịt à, đây à? Ờ. Thực ra xem cái dòng mấy con lướt lướt này xem nó dễ lắm. Dầu em mới thay thay dầu 10 ngàn. Ừ. Đi được 5 ngàn rồi. À thế à? Thay dầu 10 ngàn. Thế tức là chạy tầm 3 ngàn nữa là phải thay rồi. 3 ngàn nữa thay. Xe anh thế toàn đổ 1 vạn nhưng mà tầm 7 nghìn anh thay. Vâng. Không đi quá. Ờ. Ngày trước em mới thay vào hãng nhưng bây giờ thực ra thay ở ngoài gara nó tiện hơn. Ờ. Gần cái hãng ấy, đi vào hãng nó xa quá. Thôi rồi. Kéo kính này. Bấm xuống bấm lên nó ở đây. Có cửa gió điều hòa này hay nhỉ. Làm nghề gì mà lắm phong bì ở trong này này? Đút lót. Nghề là nghề đút lót đúng không? Nhìn đi. Nghe đút lót lắm phong bì này thôi. Đâu 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 có bên tiền tấm cưới gì đó để tiền thì tiền phải mua. Ờ. Chứ còn này đút lót gì làm gì làm cái làm gì bất bản á. Đâu đâu có công việc gì để tiền đấy. Rồi ok. Em mình em chạy thử vậy rồi. Đèn sáng quắc. Độ đôi led phát nó khác ngay. Sáng quá nhỉ? Ờ. Quá là sáng. Mở, bấm mở cái. Bấm mở ra. Đây. Quên à? À. Không phải quên. Sao? Nút này nó lại là ở đằng sau cơ. Cái số nó nằm ở đấy. Số má côn biết thế nào? Số má thì cũng được. Cái dòng này anh không đang đang được sóc ấy. Đang đi con kia nó nhẹ đạp con này thì côn nặng hơn. Con này cái số nó là nó theo dạng nó anh nhiều khi anh vào thôn núi á, anh phải nhấp hai lần mới vào được. Cái dòng này nó kiểu như vậy. Đúng rồi. Chứ không phải là một nhát mà nó bị vấp là nó chưa vào ngay được, phải làm phát nữa mới vào. Phải nói là đẹp hơn Nick Wonder. Nick Wonder không có lúc bấm đâu. Nghe gọi điện thoại tăng giảm âm lượng. Ô mày quá đây là có quán cà phê luôn đấy. Đâu? Đây bên cạnh này. Rồi, muộn rồi. Em kéo kính lên cho bác được xem này. Đấy, nó là mày nghĩ sau. Anh chưa kéo bao giờ à? Là. Cái này là lạ. Ôi mở ra đưa anh cái điện thoại đây. Mấy giờ rồi ta? Em ơi. Mấy giờ rồi? Mười đâu à? Con này anh đi có thấy cái lọc cổ lái không? Em nghe từ lâu rồi. Hả? Lọc cổ lái em đang lo nó bị cổ lái. Đang so số khung và số máy. Đấy. Soi cho kỹ số khung và số máy vào. Đấy, để con chuẩn bị vào việc. Anh nhắn tin lên xong lúc đấy em thấy ông nào thu hồi đấy. Tức là mình phải nhắn lại anh nhắn gì em chưa kịp xem. Chứ không là mất cơ hội luôn đấy. 11:41 không nhắn. Cái này là em dán hay ai dán đây? Cái này là em vô về như vậy đấy. À cái này nó chống dán chống ồn gì đấy. Em vô về thấy như vậy đấy.
Chả là chả đồng chạm gì xe cổ. À. Thì chắc là em mua Mark 27 giòn à, 27. Em có lấy cố tí. Cơ bản là thích cái là nó cũng là cái màu đỏ dễ bán. Màu của anh màu này thôi, chứ còn cái màu xanh đậm là em không mua được. Ừ. Màu này màu trắng thì bọn này dễ được. Màu này màu trắng, còn cái màu xanh màu bạc chịu không vứt bỏ đi ngay. Được cái là nó, thứ nhất là nó không va chạm đâm đụng gì. Về nó bẩn quá mình đã không nhìn được vỏ có phải làm gì không ấy. Thôi thì về quá rồi. Đứng ở giữa đường ồn vãi cả trưởng. Giờ nó mất một đâm đụng thì nó không có à, đăng kiểm nó đến bao nhiêu? Đăng kiểm đến bao nhiêu đây? Đăng kiểm đến tháng 7 2024. Con này lốp nó cái lốp nó đảo từ dưới lên trên. Đảo từ dưới lên trên từ sau. Lốp này 2019 này. Vâng, lốp bên kia 2019 luôn. Lốp này 2019 này. Ừ. Đấy, lốp kia là 2022 còn lốp. Thế là lốp này lốp theo xe à? Lốp theo xe đảo từ dưới lên xong là gặp Thế này phải lấy thay quả lốp này rồi, quả này kém quá rồi. Đấy. Có thay lấy quả sơ cua vào. Sơ cua vào còn đẹp. Ừ. Đấy thì thôi thì cơ bản là nó đâm đụng thì nó không đâm đụng gì. Máy để zin. Đấy. Ngập nước thì anh nhận thấy là cũng không có. Thế thôi thì cũng mua cố được rồi. Em có mang căn cước của cả hai vợ chồng đi không? Phay cái la răng chảy hết cả bốn. Ừ, phay nữa, phay mất 2 triệu. Thôi được rồi, mua rồi. Em có mang căn cước không nhỉ? Có. Đấy. Nhưng mà cái giấy mua bán ở trong xe không nhỉ? Làm gì có. Hết à? Giấy mua bán. Anh lại không cầm mà. Tôi quay mẫu video mua cũng được, không kiểu nó mua bán lan. Quay mẫu video mua. Mua bán lan. Có căn cước không? 300. Có. Đấy. Đây ở luôn đấy cũng được. Quay luôn ở trên nắp capo này. Bây giờ anh cho em mượn cảnh cước đi. Đấy. Người thật việc thật không có gì ấy cả, tiền đúng thì rồi. Em chuyển cho bác. Chỉ có em lo thôi chứ còn bác không có gì lo. Không, người thật việc thật. Em phải thôi, em người dùng thôi chứ em không phải là đấy. Vâng, chứ còn anh mà không phải anh gọi đến thì cái lông cơm mà em còn lâu giờ này. Nói chung là em cũng lăn tăn rồi, cũng biết nên bán hay không. Tại vì còn 2 tháng nữa bây giờ mới bán không có xe đi. Ừ. Đấy. Ôi giờ bán luôn. Giờ bán luôn. Thì lúc em mới xóa tin nhắn rồi vậy đấy. Lông cơm có nên bán hay không? Thế nhắn tin phát lại thu hồi luôn. Vì chính ra là bây giờ họ gọi mình rồi, mình nói chung là trước hay sau thì cũng vậy thôi. Ừ. 2 tháng thì chắc chắn là sẽ xem đi rõ không? Em bật đèn phủ cho. Đây được rồi. Được rồi. Đây. Mua bán ô tô như mua bán lan luôn. Rồi, lan đột biến. Chào các bác này, hôm nay à không có cái này cho lên mạng đâu. Hôm nay là ngày 24 tháng 10 này. Tôi là Dương Hữu Mịch. Đấy. Trú tại tổ 9 phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên, có mua của anh Chu Trần Hùng. Đúng rồi, anh này là Chu Trần Hùng này. Chu Trần Hùng. Có số căn cước là 04 không cái xe Soluto. Có biển kiểm soát là 37K02317. Đây xe đây. Màu đỏ. Đấy, sản xuất vào năm 2019, có số máy là Bình Lưu Nghệ An. Đấy, số đây. Rồi. Đấy, và anh đã đồng ý bán xe là không có tranh chấp gì. Nếu mà xe tranh chấp hoặc anh cắm ngân hàng hay với ai đó anh chịu trách nhiệm. Anh chịu trách nhiệm và em mang cả xe anh trả lại em tiền. Em chịu trách nhiệm 100%. Vợ có đồng ý bán không? Vợ đã đồng ý bán không? Đi bán chưa này. Đây vợ. Đây chào cái này cho anh này. Cả cho anh nữa. Cái này trong này còn cái gì của bác không? Này rồi, ok, đã hoàn tất mua bán để chuyển khoản cho khách cái đã. Cái biển lai này, cái này bỏ. Biển lai này đi đăng kiểm. Biển lai đăng kiểm bỏ. Bảo hiểm này là bảo hiểm gì đây? Bảo hiểm thân vỏ nhân hết rồi. Thân vỏ tháng 1, 2023 hết hả? Hết hả? Hết rồi đúng không? Vâng. Còn đây bắt buộc. Bắt buộc tháng 1, 2024 rồi, ok. Hơi chói mắt. Hãy subscribe.
chưa? Túi kia có cầm, con có lấy lại không? Cái này có lấy lại không? Không thì cho em nốt. Mà để lấy làm gì? Chẳng nhẽ là để 5 năm, chẳng nhẽ là để 5 năm sau vào tên. Nhưng mà bây giờ em xin cái em xin cái bơm là một ạ. Rồi. Với lại cái bầu gối là không? Ok. Về để xe cho cho bố. Nói chung là lấy cái bố gì lấy đi. Con kia mới. Đấy là thật. Đấy. Xin lại một bộ gối với lại là cái bơm. Em mở cái cốp cho bạn, em lấy cái bơm. À, tí lấy đồ sau, tí lấy đồ sau chuyển tiền đã. Anh nhắn sang Zalo ấy. Học bằng từ cái năm 2025-26 gì á. À đấy à. Vâng, thế là về đi Đài Loan, thế là về mua xe đi thôi. Nhiều người đi Đài Loan về mua xe, mà nói chung là nhiều người đi xuất khẩu về mua xe. À, em sang làm cho người Việt. À. Vâng, chứ không phải làm cho người Đài. À. Người Việt làm chủ bên đấy. Bên đấy làm gì? Em làm công ty dệt. Trời ấy, sang bác, điện thoại bác, nhận được chưa? Điện trời. Em dùng MB đi. Vâng, dùng MB. Chưa chưa. Này, của em trừ tiền rồi. Vâng. Chắc là chút là nhận được có được à? Vâng. Vào app là biết ngay mà. Vào dùng app nó ra. Ngoài giờ hành chính có thể nó không báo cái tin, nhưng mà vào app là nó em hiện tiền. Em gửi cái ảnh sang cho bác. Vâng. Và cái app của ngân hàng rồi, nhận luôn rồi đúng không? Báo rồi. Nhanh thế. Nhưng bây giờ em đưa anh về à? Không, em có xe để đây rồi. À, xe để đây rồi. Xe máy ở đây mà. Ok. Rồi em đi bộ vào chút đến nơi. Vâng. Thế anh cảm ơn anh nhá. Dạ, cảm ơn anh nhá. Ok. Chào nhau. Chào anh nhá. Vâng. Thôi lần sau về 5 năm sau mà anh em lại gặp nhau phát nữa mới là vui đúng không? Chúc anh về chụp cái để mai còn đăng, em đăng Facebook che biển mà, che biển. Lóa lắm. À đúng rồi, đứng hàng đầu đi. Nào. Thế à? Ôi buổi tối đó nó lấy nét mất một lúc. Rồi. 10:30 đến 11 giờ đêm mua xe. Ok, anh nhá. Hẹn anh mắt chú kém đi xe này nhá. Ê, chú thích đi xe kia. Cảm ơn các bạn ạ. Hiện tại thì phải bắt ngay con xe trong đêm. Và bây giờ thì bọn em còn 100 km nữa mới ra đến thành phố Thanh Hóa. Đấy. Ôi giời, các bác thông cảm nhé. Em lên xe cho nên là phải đeo cái thứ nó đầy đủ vào, buôn chuyện với các bác tiếp được. Đấy. Em mịch thì mắt em kém hơn. Đấy, thì cho em ấy đi cái xe đèn sáng hơn kìa. Đấy, để em tắt cái này đi ạ. Tắt này đi cho có lẽ nó đỡ lóa các bác nhỉ. Đấy. Ố, sao nó lại cứ ấy nhỉ. Các bác thông cảm, em tắt cái đèn của cái máy quay đi. Em bật cái đèn này lên để nói chuyện với các bác một lúc. Đấy. Cũng hay ở cái là đến đây, thực ra mà nói thì tí nữa thôi, chỉ cần là tầm khoảng 3-40 phút là nữa là bọn em sẽ đi qua. Đấy. Sẽ đi qua cái bác này và khả năng quay lại thì cũng chưa biết như thế nào. Đấy, thế nhưng mà thôi thì cũng là một cái duyên. Đấy, nó làm cái duyên để em coi như là mua được một con Kia Soluto. Ôi giời ơi, các bác ơi thông cảm nhá, cái đèn con xe này tối quá, đèn này đèn nguyên bản halogen. Rồi. Ok các bác nhá. Em xin phép tạm dừng cái video này ở đây thôi. Và cái vlog sẽ được tiếp tục trong quá trình đi từ đây ra Thanh Hóa, ngủ nghỉ ở đâu và ăn đêm hay là làm gì đó. Sau đó là sáng mai em sẽ mua một con Honda Civic tại thành phố Thanh Hóa tiếp. Các bác nhá, xin chào các bác. Hello các bác. Em bây giờ sau khi đi 20 km thì em đến thị xã Hoàng Mai rồi. Ở đây em mịch em đang vào, em mới hỏi xem phòng phía các thứ của khách gì cả. Khách sạn Sông Hoàng
để xem là giá cả rồi các thứ nó như thế nào. Đấy. Thì có lẽ là em chia ra làm hai cái vlog các bác ạ. Cái thứ nhất là tình cờ mua được ô tô trên đường trở về. Cái thứ hai là ngày mai em sẽ mua lại một con Honda Civic thuộc đời 2008 số sàn. Giá loanh quanh nó khoảng 150, 160 đấy. Giá em mua vào thì khi mà em bán ra thì nó sẽ ở cái tầm khoảng 175 đến một trên dưới 175, 170 đến 180 tùy vào cái chất lượng xe. Khách hàng thì bảo rằng là 4 quả lốp thì mới thay, lên màn Android cái thứ đầy đủ hết rồi. Và cái thời điểm cách đây mấy tháng thì thực sự là khách hàng này mua của em, mua lại của em với cái giá hình như là tất tật nó rơi vào khoảng 205 triệu thì phải. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ thì về bán lại nó chỉ rơi vào tầm khoảng 150, 160 tùy vào độ đẹp. Thế tuy nhiên thì khách đã lên lốp nên các thứ rồi thì khả năng là phải mua nhỉnh hơn một tí. Thì khi mà mua về thì cộng vào khoảng 10, 15 triệu là em cũng bán thôi. Bởi vì dù gì thì em cũng phải lấy xe từ trong Thanh Hóa về mà, phải không các bác? Đấy. Rồi ok, xin chào các bác. Em xin phép kết thúc cái vlog xem và mua xe trong đêm ở Nghệ An. Chỗ đấy là gì? Diễn Châu, Nghệ An. Tại đây các bác nhé. Chào mời các bác đón xem tập tiếp theo là mua Honda Civic tại thành phố Thanh Hóa.